Chương 8. Hôm thứ Bảy, nghĩa là sau đó hai hôm, tôi đi chùa lễ Phật cầu nguyện cho mẹ, bởi vì hôm đó nhằm rằm tháng 9 năm lịch, ngày giỗ của mẹ. Tình cờ hôm đó tại chùa cũng có đại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Phật giáo du nhập Hợp Chủng Quốc. Lễ này tổ chức liên tiếp trong 3 ngày, và có nhiều đại biểu từ các tiểu bang đến dự. Ngôi chùa không to lớn gì, thành thử giảng đường nơi hành lễ cũng chỉ lớn bằng giảng đường chùa Ấn Quang. Vậy mà họ gọi nơi đó là Mỹ Quốc Phật Học Viện. Cái tên thì lớn, kỳ thực chùa chỉ có một số các lớp dạy giáo lý và thực hành cho các cư sĩ. Còn ngoài ra thì dạy pha trà, cắm hoa và đàm thoại Nhật ngữ. Chùa thuộc về phái Tịnh Độ Chân Tông và do hai vị trong nôm Hosen Seki, vị trú trì, và giáo sư Philip giảng sư. Vị này trước là giáo sư ở Đại học đường Delaware. Để tôi nói sơ lược về Phật giáo bên này cho Nguyên Hưng nghe. Ở Hiệp Chủng Quốc có vào khoảng 80.000 người theo đạo Phật, trong đó phần lớn là người Nhật và người Trung Hoa, hoặc đã thành công dân Mỹ hoặc chưa. Trung tâm Phật giáo đặt tại 1710 đường Ontario, cựu Kim Sơn. Các tăng sĩ đều là tân tăng của phái Tịnh Độ Chân Tông, khoảng 70 vị, hầu hết là người Nhật, trải rác trong các tiểu bang. Một số có mặt trong các đại học Mỹ để dạy về ngôn ngữ và văn chương Nhật Bản. Có 54 ngôi chùa lớn nhỏ rải rác khắp toàn lãnh thổ. Ngôi chùa ở Nữ Ước so với các ngôi chùa ở cựu Kim Sơn thì nhỏ bé hơn nhiều. Trong số những người về dự lễ, tôi gặp hai tăng sĩ Nam Tông khoác áo vàng, Đại Đức Anuruddha và Đại Đức Vinita, một người từ tiểu bang Connecticut, còn một người từ Massachusetts. Lễ dân hương cử hành lúc 3 giờ chiều. Vị Đại sứ Tích Lan, ông Susanta de Fonseca, cũng có mặt để đọc diễn văn chúc mừng. Tôi đi bộ một mình đến chùa và đi thật thong thả. Chùa chỉ cách nơi tôi có 5 ô block ở vào số 331 đường Riverside Drive. Khi tôi đến thì gần đến giờ thuyết pháp, khán giả chỉ chừng 200 người, gồm nhiều quốc tịch, trong đó đa số là người Nhật. Bài giảng không gây nổi cảm hứng làm tôi thất vọng. Ở đất này mà giảng như thế thì không làm sao gieo được hạt giống đạo Phật trong quần chúng. Nguyên Hưng cũng biết, giáo lý Tịnh Độ Chân Tông cũng như tổ chức của Tịnh Độ Chân Tông không khác giáo lý thể phản là mấy. Cả hai đều chú trọng đến tha lực. Vậy thì món ăn đó không thể nào được gọi là mới lạ đối với người Anh và người Mỹ. Thêm nữa, để diễn giải giáo lý cơ đốc của họ, đã có biết bao viện thần học, bao nhiêu nhà truyền giáo xuất sắc. Trong khi đó, tổ chức Tịnh Độ Chân Tông ở đây thiếu cơ sở giáo dục và đào tạo, lại có khuynh hướng bắt chước một cách thiếu thông minh, nên không thể không chứng tỏ sự kém cỏi và non nớt của mình. Thực ra dân Mỹ là một dân có tinh thần tự lập tự cường. Trong gia đình cũng như ở xã hội, con người được đào luyện để có tinh thần tự lập ấy và để khỏi phải nương tựa và sống bám vào những kẻ khác. Như thế, chắc chắn là một giáo lý như giáo lý tự lực của Thiền Tông sẽ rất thích hợp với họ. Giáo lý Thiền Tông hoàn toàn căn cứ vào tự lực để xây đắp, phát triển và giác ngộ bản thân, trong lúc giáo lý cơ đốc và Tịnh Độ tự nhận khả năng thiếu kém của con người và nhấn mạnh đến năng lực cứu độ của một thế lực bên ngoài. Cho nên Nguyên Hưng sẽ không lấy làm lạ khi thấy sự truyền bá của đạo Phật Tịnh Độ ở đây chưa gặt hái được những kết quả nào đáng kể. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy tư tưởng thiền được hâm mộ một cách nồng nhiệt ở đây. Giáo sư Suzuki đã ghi được những tiếng vang lớn lao về thiền học ở đất nước này. Sống trong một xã hội quá hoạt động, quá náo nhiệt, và khi đã mệt mỏi vì những tính toán, những suy luận hình thức, cố nhiên người ta khao khát một cái trầm tĩnh, tươi mát và tự tại như tinh thần thiền học. Có sống ở đây, Nguyên Hưng mới thực chứng được điều đó. Để bù lại sự thiếu kém về nội dung giá trị tư tưởng, các nhà truyền giáo Tịnh Độ ở đây phải dùng đến những hình thái sinh hoạt văn hóa Nhật. Người Mỹ ưa ăn món ăn Nhật, nghe đàn cô tô, chứng kiến các cuộc pha trà, cắm hoa, vân vân. Thế cho nên sau thời thuyết pháp,
có một buổi trình diễn đàn cô tô. Mà quả buổi trình diễn đàn cô tô độc chiếc ấy đã kéo lại thăng bằng cho buổi giảng. Ngồi hai bên tôi là những người Mỹ, họ tỏ vẻ lơ đãng trong thời thuyết pháp, nhưng họ lại đã tỏ ra rất thích thú khi nghe đàn cô tô. Tôi cũng thích những bài đã được trình diễn hôm ấy lắm, Nguyên Hưng. Nhạc sĩ là Kimio Toeto, chàng còn trẻ, vào khoảng 30 tuổi, khuôn mặt hiền hậu và dễ thương. Trong chiếc kimono màu đen, chàng bước chậm chạp lên diễn đài. Theo tay dìu đỡ của một chàng thanh niên khác, tôi nghĩ có lẽ mắt chàng trông không được rõ. Sau lời giới thiệu của Đại Đức Saki, chàng chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười lặng lẽ và không nói năng gì. Sao mà tôi yêu cái dáng điệu ấy quá? Chẳng bao giờ chàng nhìn xuống khán giả, chàng chỉ để tầm mắt trên khoảng rộng của chiếc bàn phủ khăn trắng. Và nụ cười của chàng, nụ cười thật là kỳ lạ, thật là lặng lẽ, thật là hàm súc. Tôi không ngờ ở đất này mà có được một nụ cười như vậy. Chàng nói là chàng sẽ đàn để cúng dường ngày kỷ niệm 70 năm Phật giáo du nhập Mỹ Quốc, để dâng lòng thành đến đức từ bi. Con số 7, chàng nói rất quan trọng đối với chàng. Cha chàng mất cách đây 7 năm, và mẹ chàng cũng từ trần 7 tháng trước. Nay thì là lễ 70 năm kỷ niệm Phật giáo du nhập. Và đôi mắt nhỏ lệ, khuôn mặt trầm lặng, tràn đầy xúc cảm, một niềm cảm xúc lẫn lộn trong tín ngưỡng, thương nhớ và bâng khuâng. Chàng đàn những bản do tự tay chàng sáng tác. Bản đầu tiên là bản Tiếng Hát Hy Vọng. Điệu nhạc tuy trầm buồn thao thức nhưng chứa đầy sức sống nhẫn nại, chứa đầy ý chí cố gắng đi tới. Bản thứ hai là bản Gió Mùa Thu Ngát Hương Thương Nhớ. Và bản thứ ba, tiếng nói tin tưởng của chàng đối với đạo từ bi. Mỗi bài được cách khoảng với bài khác bằng một thời gian lặng yên. Mọi người như nín thở, mọi người ngồi nhìn chàng đang yên lặng trong nụ cười trầm tĩnh. Xong bản thứ ba, chàng nói cho mọi người biết là hai mắt chàng mù và chàng không thấy gì hết. Mọi người xúc động, tôi cũng xúc động cả tâm hồn, bởi vì trước đây không ai nghĩ rằng chàng lại là một người mù. Nước mắt tôi muốn trào ra, tôi đứng dậy ra về trước mọi người, bỏ nửa chừng cuộc trình diễn. Tôi thấy như vậy là quá đủ. Trên con đường bờ sông, tôi đi thong thả từng bước một, lòng thấy bâng khuâng. Nụ cười của Kimio Tô vẫn còn nguyên vẹn, huyền diệu, trầm lặng. Nếu không biết khổ đau, không bao giờ người ta có thể có được một nụ cười như thế. Và tôi hiểu tại sao nụ cười đã làm cho tôi xúc động ngay khi tôi mới trông thấy chàng. Đường Riverside Drive vắng vẻ, đột nhiên tôi nhớ tới lời những người bạn dặn dò không nên đi một mình trong đêm khuya trên các con đường vắng đô thành. Nữ ước có rất nhiều bọn bất lương như bất cứ thành phố nào trên thế giới. Nghĩ như thế, tôi định rẽ sang đường 108 để trở vào Broadway. Vừa rẽ sang đường 108, tôi bỗng thấy mặt trăng tròn như khuôn mặt hoa sen Đức Phật hiện ra giữa mảnh trời dài và trong vắt. Mảnh trời cho hai hàng nhà cửa cao vút bên đường chừa lại, thật là màu nhiệm. Mặt trăng ở về phía trước mặt tôi và cũng đi về phía tôi đi. Mặt trăng trầm tháng 9, chắc là mẹ tôi cũng đã đi theo tôi đến chùa từ khi trăng mới mọc. Cái mặt trăng ấy đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe thuyết pháp, đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe trình diễn đàn cô tô. Và mặt trăng ấy bây giờ cũng lại đi theo tôi về tận nhà. 6 năm về trước, mẹ tôi mất vào ngày trăng tròn tháng 9. Trăng khuya bao giờ cũng hiền hòa êm dịu và màu nhiệm như tình mẹ. Trong suốt 4 năm trời, tôi có cảm giác rất rõ rệt là tôi mất mẹ. Nhưng mà có một đêm tôi nằm mơ thấy mẹ, và từ lúc đó cảm giác kia không còn nữa. Tôi thấy mẹ tôi chưa bao giờ mất cả, và những đau khổ xót xa trước kia chỉ là những ảo giác trong một giấc mộng. Tôi còn nhớ đó là một đêm tháng 4 ở cao nguyên, tôi nằm mơ và thấy mẹ tôi, dung nhan không có gì biến đổi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi rất tự nhiên, không có một mảy may cảm giác rằng tôi trong 4 năm chịu đựng ý tưởng mất mẹ. Chắc Nguyên Hưng muốn hỏi tôi rằng trong 4 năm ấy tôi có lần nào nằm mơ thấy mẹ tôi không?
có vài lần, nhưng mà những lần thấy như thế không có tác dụng gì rõ rệt sau khi tôi tỉnh thức cả. Lần này khi tỉnh thức, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên một cách kỳ lạ, và tôi thấy một cách rất hiện thực rằng sự sinh diệt của mẹ tôi là một cái gì do tôi tạo ra mà không phải là một thực tại khách quan. Sự hiện thực của mẹ tôi không tùy thuộc vào sinh diệt, không phải nhờ sinh mà mẹ tôi có, không phải vì diệt mà mẹ tôi không có. Cái có với cái không là sáng tạo phẩm của nhận thức chủ quan, và do đó có không hẳn là có, và không không hẳn là không. Có là để đối với không, và không là để đối với có. Thực ra, đã có thì không thể nào không, và từ không thì không thể nào phát sinh ra có. Tôi không muốn lý luận với Nguyên Hưng, tôi chỉ muốn nói với Nguyên Hưng, thế thôi. Bữa đó tôi thức dậy vào lúc 1:30 khuya và thấy phép màu hiển hiện. Niềm đau xót không còn nữa, và tôi chứng thực rằng ý tưởng mất mẹ trong suốt 4 năm vừa qua chỉ là những ý tưởng. Thấy được mẹ tôi trong giấc mơ ấy, rồi tức là thấy mẹ tôi mãi mãi. Điều này tôi càng thấy rõ hơn khi tôi mở cửa đi ra giường. Giường này ánh trăng khuya dịu dàng và nhiệm màu. Đó là sự co mặt của mẹ, nhớ thương. Đó không phải là một sự tự an ủi mình. Tôi có thể thấy mẹ tôi bất cứ ở đâu và lúc nào tôi muốn. Nguyên Hưng, hồi tháng 8 trong lúc còn ở Medford, tôi có viết để làm quà cho những người trẻ tuổi quen biết ở nhà một đoạn văn tên là Bông Hồng Cài Áo. Ngồi ở trong nhà gỗ Pomona, tôi đã viết ra những dòng chữ giản dị kia trong lúc chim hót gian rừng. Khi tôi gửi nó đi rồi, tôi gửi cho Nhiên, tôi mới biết rằng những cảm nghĩ trong ấy phát sinh từ một cái nhìn khá mới lạ, cũng là cái nhìn mà tôi đã diễn tả trong lá thư viết cho thầy Thanh Từ. Ngày xưa, nói về văn học Việt Nam, tôi cứ giảng đi giảng lại mãi câu thơ Mạc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai của Mãn Giác Thiền Sư Đời Lý. Rất khâm phục ý tưởng của tác giả, nhưng mà chưa bao giờ đón nhận được cái tâm tư của tác giả một cách đích thực. Thì ra, trong lúc nhận thức cởi mở, trong lúc cái vỏ cứng lớp rạn, ta có thể trông thấy những điều thật là màu nhiệm, cũng như ta có thể thấy được sự hiện hữu của cành mai trong một đêm tăm tối và lạnh lẽo của mùa đông. Chúng ta sinh vào thời đại trong đó sự xung đột giữa các giá trị cũ và mới đang sắp đi đến chỗ kết thúc. Tuy vậy, nó chưa kết thúc được, và dấu vết của sự xung đột còn hằn thêm lên rõ ràng trong tâm hồn chúng ta. Những câu hỏi mới của triết học đã làm cho chúng ta bơ vơ thêm, lạc lõng thêm, thao thức thêm. Trong trạng thái rối bời của tâm trí, ý niệm về sự vô lý của hiện hữu đã tô lên một lớp sơn đen tối nữa. Hiện hữu xấu xa, con người xấu xa, con người muốn tốt cũng không thể nào tốt được, hiện hữu muốn đẹp cũng không thể nào đẹp được. Trong tình trạng đó, lắm khi chúng ta còn ảo tưởng rằng chúng ta có tự do, chúng ta còn là chúng ta. Nhưng hẳn Nguyên Hưng cũng đã từng biết rằng, kinh nghiệm bản thân rằng chúng ta nhiều khi chỉ viết chính tả, mà kẻ đọc cho chúng ta viết vốn không phải là ta, mà lại là những dấu vết được ghi trên chúng ta, hoặc nói một cách khác hơn là mệnh lệnh của nghiệp lực cộng đồng. Chúng ta đã không được là chúng ta thì, nếu quả chúng ta có tự do đi nữa, tự do đó cũng không phải là tự do của chúng ta. Có lúc chúng ta không còn ham tự do nữa, có lúc chúng ta sợ hãi tự do. Đó là tại vì chúng ta không thực là chúng ta bị bao phủ bởi rất nhiều lớp trong rêu và vô vạch. Chúng ta cần đập vỡ tất cả để được giải thoát. Nhưng chúng ta sợ sự đập vỡ đó, bởi vì chúng ta cứ tưởng những lớp vôi vạch trong tiêu đó mà vỡ thì chúng ta cũng vỡ luôn. Mà những lớp vôi vạch trong tiêu đó, tha ngôi, có phải là chúng ta đâu. Ngày tôi khám phá ra cái điều mà tôi nói đó, tôi bỗng thấy tôi nhìn tất cả mọi vật với cặp mắt khác lạ. Trước hết, tôi nhìn vào tôi, và tôi thấy thân thể tôi quả là một cái gì màu nhiệm.
tôi chưa bao giờ nhìn tôi như thế. Tôi thấy không có lý do gì mà ta lại có thể nhìn thân thể ta. Một trong năm phần của hợp thể ngũ uẩn với một cặp mắt coi thường. Chúng ta có khuynh hướng coi thường những gì nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta đánh giá chúng một cách quá hạ, và lắm khi vì u mê chúng ta nguyền rủa sự tồn tại của chúng. Như đôi mắt của tôi đây chẳng hạn, vì tôi có đôi mắt và vì tôi cho đó là một sự thực hiển nhiên, mà hiển nhiên sao được, làm gì mà hiển nhiên được một cách dễ dàng thế, cho nên tôi không chú trọng tới chúng, không cần hỏi han chúng, không nhận được thông điệp của chúng, và do đó tôi mất chúng. Có cũng như không, chỉ khi nào người ta bị mù đột ngột, người ta mới cảm nhận được sự hiện hữu trước kia của đôi mắt. Nhưng cảm nhận như thế thì muộn quá rồi. Một người mù được sáng mới biết thế nào là sự hiện diện quý giá của một đôi mắt. Người đó có thể sống sung sướng ngay trên trái đất, sung sướng hơn cả trên thiên đường, thế giới màu sắc này. Cùng với đôi mắt kia là những gì thật màu nhiệm, là những gì có thể hiến cho chúng ta những sung sướng ngây ngất. Từ lúc đó, chẳng khi nào nhìn mây trắng trời xanh mà tôi lại không nhìn với một nụ cười. Thế giới đột nhiên giàu có hẳn lên và tươi sáng hẳn lên. Người mù mới sáng có thể tìm thấy thiên đường, nhưng hắn sẽ làm quen với thiên đường trong một thời gian ngắn, rồi cũng vẫn coi thường thiên đường, cho thiên đường là cái gì hiển nhiên. Và vì vậy, hắn sẽ mất thiên đường trong vòng vài ba tuần lễ, nhiều lắm trong vòng ba tháng. Trong khi đó, một khi con mắt tâm linh của Nguyên Hưng đã hé thấy được sự màu nhiệm của hiện hữu, thì Nguyên Hưng sẽ không bao giờ còn làm mất thế giới của pháp thân. Hồi nhỏ, chúng ta được dạy rằng những đau khổ lớn của con người là sinh, lão, bệnh, tử, là ước mong mà không được thành tựu, là hợp nhau mà không được chung nhau, là khác nhau mà vẫn phải gần nhau. Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, những đau khổ đích thực của con người không nằm trong sinh lão bệnh tử, không nằm trong trường hợp ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc. Nó nằm ở trong cái cách chúng ta nhìn thực tại. Quả là như vậy đó, Nguyên Hưng. Sinh lão bệnh tử, sự chia cách, sự kết hợp vẫn có những màu nhiệm của chúng, vẫn là những đặc tính quý giá của hiện hữu. Không có những thứ ấy thì không có hiện hữu. Điều quan trọng nhất là làm thế nào ngồi yên lành trên những đợt sóng hiện tượng đó với một nụ cười của bản thể không sinh không diệt. Tôi nhớ trong Kinh Bảo Tích có một đoạn như sau đây. Phật nói, có một người nhặt một cục đất ném vào con chó đau quá, tức giận chạy theo cục đất để cắn trả thù. Con chó không biết rằng kẻ thù không phải là cục đất mà là người ném cục đất. Cũng như vậy, những kẻ khờ dại nghĩ rằng màu sắc, âm thanh, hương vị, vân vân là nguyên do khổ đau, và kết luận rằng muốn hết khổ đau thì phải tiêu diệt hoặc lánh xa sắc, thanh, hương, vị, xúc. Kỳ thực, đau khổ không nằm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đau khổ nằm nơi cách nhìn và cách sử dụng của chúng ta đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vấn đề là như thế. Chúng ta khổ đau không phải vì thực tại chất chứa khổ đau, mâu thuẫn và vô lý, mà vì chúng ta đã nhìn thực tại qua những lớp màn nhận thức đen tối, mang nặng tư kiến tư dục của chúng ta để thấy thực tại chất chứa khổ đau, mâu thuẫn và vô lý. Có lần đi xa quê nhà hàng năm, phải nói tiếng ngoại quốc cả ngày, tôi bỗng thấy nhớ những giọng nói quen thuộc quá chừng. Lắm khi tôi ao ước được nghe những giọng nói quen thuộc ấy, đến nỗi tôi nghĩ rằng vài ba phút thôi cũng đủ làm cho tôi sung sướng suốt ngày. Mà kỳ lạ thật, Nguyên Hưng, tự nhiên, sao lại tự nhiên? Một buổi sáng chuông điện thoại reo và tôi được nghe tiếng của Phượng gọi từ bên nhà sang. Câu chuyện tuy ngắn ngủi và chỉ gồm có một số câu hỏi về công việc, nhưng tôi cũng thấy quý giá và do đó cũng sung sướng đến mấy ngày. Từ đó mỗi khi nói chuyện với một người thân là tôi để hết tâm ý vào câu chuyện và nghe thấy cả tiết điệu của giọng nói. Tôi phân biệt được cái giọng nói và cả những lo âu, những cảm động,
những thao thức, vân vân, chứa đựng trong giọng nói. Đó thật cũng là một điều mầu nhiệm. Dễ gì mà nghe được như thế, hiểu được như thế và cảm nhận được như thế. Tuy vậy, trong chúng ta, ai cũng có điều kiện để nghe, để hiểu và để cảm nhận. Tôi không bao giờ còn thái độ khinh suất và lơ là với bất cứ một hiện tượng nào xảy ra đến trước giác quan của tôi. Một cái lá rơi vào phòng hay một tiếng kêu của em bé chơi đùa với bãi cỏ non cũng là một sứ giả của hữu thể. Tôi nhìn ngắm, lắng nghe, tiếp nhận thông điệp của hữu thể do chúng mang đến. Sự xa cách người thân yêu, sự thất vọng, sự chạm trán với những gì ta không ưa thích cũng trở nên mầu nhiệm và tràn đầy tính cách xây dựng. Nhờ những thứ đó mà tôi mới được là tôi. Nguyên hưng mới được là nguyên hưng, và nụ cười kia mới có thể là một nụ cười. Dưới ánh sáng của cái nhìn ấy, ta thấy những yếu đuối, những dại dột của con người cũng có những khía cạnh mầu nhiệm của chúng. Có những bông hoa khi nở rồi thì không bao giờ còn héo tàn nữa. Nhìn dưới ánh sáng ấy thì sinh diệt nào có khác chi niết bàn. Vì vậy, có một đêm trong giờ tư duy, tôi bỗng muốn la lên rằng sự nghiệp của các đức Phật đã được hoàn tất tự những bao giờ, và sở dĩ nó đã hoàn tất cũng vì nó chưa bao giờ thực sự khởi đầu cả. Nguyên Hưng nhìn lại lịch sử nhân loại và nhìn lại quá khứ của chúng ta, Nguyên Hưng sẽ phải công nhận rằng quả tình Nguyên Hưng không thể phân biệt được cái gì là thực sự may và cái gì là thực sự rủi, cái gì là thực sự tốt và cái gì thực sự xấu. Chắc Nguyên Hưng còn nhớ câu chuyện người trại chủ mất ngựa. Mất ngựa có hẳn đó là rủi ro hay không? Điều đó chỉ có một cái nhìn bao quát thời gian và không gian mới trả lời được. Bất cứ sự thành công nào cũng kéo theo những bất lợi của nó, và bất cứ sự thất bại nào cũng đóng góp được vào cái ánh sáng trí tuệ hoặc cái thành công của tương lai. Ta có thể nói rằng cái kia vừa may lại vừa rủi, vừa tốt lại vừa xấu. Và như thế có khác chi nói rằng không thực sự có may rủi tốt xấu, mà chỉ có nhận thức ngắn và hẹp của con người tạo nên tốt xấu. Tất cả đều là những phân biệt biến kế của nhận thức. Nguyên Hưng, người ta nói rằng không thể nào thành lập được một nền luân lý nếu không thiết lập được tiêu chuẩn thiện ác. Nhưng mà mây bay, hoa nở, gió thoảng, nước trôi có cần đến luân lý đâu, đến tiêu chuẩn thiện ác đâu. Tôi biết có những người sống như mây bay, hoa nở, gió thoảng, nước trôi, họ không biết đến luân lý, đến tiêu chuẩn thiện ác. Thế mà nhiều kẻ lại khen ngợi họ là những bậc thánh, những nhà đại luân lý. Nhiều kẻ lại nhìn vào họ, xét nghiệm hành động, ngôn ngữ và tư tưởng họ để cố thiết lập ra một nền đạo đức luân lý có cơ sở tiêu chuẩn thiện ác đàng hoàng và gán cái nền luân lý tìm ra ấy cho họ. Họ chỉ mỉm cười nếu họ nói rằng chính họ không biết thế nào là thiện là ác, thì chắc là không ai nghĩ rằng họ nói đùa. Chỉ có người điên mới nói thật một câu như vậy. Cho nên, người điên nào cũng khó tìm ra một tri kỷ để trao tâm ấn của mình. Một nhà thi hào là gì? Đó là một người không biết gì hết về kỹ thuật dần điệu. Chỉ khi nào anh không phải là thi hào, anh mới biết thế nào là dần điệu mà thôi. Thế thì, Nguyên Hưng, thứ cam lộ mỗi ngày mà họ uống có thể được bọn phàm nhân xem là độc dược, mà nói cho ra lẽ thì độc dược bao giờ cũng là độc dược đối với ai? Đối với người đã nhìn thấy sự vật thì nhận thức đồng thời là hành động. Đâu có thể nói rằng ta phải thiết lập triết lý hành động trên cơ bản triết lý nhận thức. Khi chúng ta còn là tù nhân của ý niệm ngôn từ thì chúng ta mới vướng vào sự phân biệt nhận thức và hành động, mới có cái hăng hái trẻ con để bàn luận về triết học hành động. Đối với kẻ đã nhìn thấy thì không có sự nhận thức chân lý, cũng như không có phương châm hành động, không có sự chứng đắc và không có đối tượng của chứng đắc. Tâm kinh đã chẳng nói thế là gì, và bởi vì đã là sự sống chân thực.
đã là gió thoảng, là mây bay, là nước trôi, là hoa nở, kẻ kia cần gì phương châm hành động? Khi người ta bay, thì người ta không cần biết đến những luật lệ, những dấu hiệu đi đường của xe cộ, dù là xe lớn hay xe nhỏ. Ngôn ngữ kẻ kia sẽ là ngôn ngữ của mây, của gió, của hoa, của nước. Anh đừng đến đặt cho họ những câu hỏi vớ vẩn về triết học, họ sẽ trả lời anh bằng một câu thơ. Hoặc giả, họ sẽ hỏi anh xem, anh đã ăn cơm chưa, đã rửa bát chưa? Nếu anh bị bó chặt trong câu hỏi, họ sẽ chỉ ra núi rừng. Bất tính chỉ kháng bát cửu nguyệt, phân phân hoàng diệp mãn sơn xuyên. Phải rồi, không tin, hãy ngắm mùa thu đến, tơi bời lá rụng ngập sơn xuyên. Còn nếu anh cứng đầu quá, thì họ có thể lấy gậy đánh anh, cho anh chừa đi cái thói quen đem kinh khái niệm đi soi chân lý. Nguyên Hưng ơi, ở phương bối chúng ta mà có được một thi sĩ như thế thì núi rừng đã đẹp lại càng thêm đẹp, phải không? Trong kinh Phật, từ ngữ trang nghiêm được dùng theo nghĩa làm cho đẹp và Bồ Tát trang nghiêm Phật độ có nghĩa là sự hiện hữu của các vị Bồ Tát làm cho đất Phật đẹp đẽ hẳn lên. Tôi nhớ có lần Du Huệ Tông, nhà Lý, nghe danh Hiện Quang Thiền Sư, cho người lên núi mời Ngài về cung. Ngài từ chối, trả lời rằng, nội các vị thiền sư tài đức hiện đang phục vụ ở thủ đô cũng đã làm trang nghiêm đến điểm cát rồi. Sự có mặt của người đạt đạo quá có thể làm đẹp cuộc đời bằng chính đạo đức vô hành của họ. Mà đạo đức vô hành thì làm gì có tiêu chuẩn, có phương châm hả Nguyên Hưng? Bây giờ là mấy giờ, Nguyên Hưng biết không? Còn 15 phút nữa thì là nửa đêm. Lễ Giáng sinh sắp đến rồi, nghĩ cũng thật là một điều mầu nhiệm. Tôi thức trong cái giờ linh thiêng này, ngồi đây viết cho Nguyên Hưng. Những ý tưởng của tôi trào lên, và tôi cảm thấy dễ chịu khi trút chúng bớt xuống đầu ngòi bút. Tôi vừa nói cho em nghe về nguồn linh cảm đã khiến cho tôi biết nhìn, biết nghe thế giới hiện tượng một cách cẩn thận. Có những giây phút chỉ xảy đến một lần hoặc vài lần trong đời, xảy đến như sự xuất hiện của một vị sứ giả của chân như, một thông điệp của thực tại. Và nếu ta vô tâm, ta sẽ để cho chúng đi qua và không bao giờ trở lại. Bí quyết của thiền tâm chắc hẳn là ở chỗ khám phá được đường đi nẻo về của những giây phút như thế và sửa soạn cống hiến cơ hội cho chúng trở lại. Và cuối cùng, làm cho ánh sáng rạng rỡ của nó tỏa chiếu rạng rỡ trong một chuyến trở về, không từ đâu tới và cũng sẽ không đi về đâu. Để tôi đọc cho Nguyên Hưng nghe bài thơ sau đây của Quách Thoại, nói về sự hiện diện của một bông hoa thược dược. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lạy cúi đầu. Nguyên Hưng có nghe gì không? Tôi thấy rất rõ là giây phút đã xuất hiện, bức màn đã hé dù trong giây lát, và thi sĩ đã thấy. Bông hoa thực dược đứng ngoài hàng dậu kia có lẽ vì hiển nhiên quá, nên không ai thực sự trông thấy. Khi tâm linh ta nghe được tiếng hát bất diệt của nó và nhìn thấy nụ cười nhiệm màu của nó, thì nó không còn là một bông hoa thực dược tầm thường nữa. Nó là sứ giả, nó là thông điệp, nó là pháp thân. Tôi nhớ có lần trụ vũ ca ngợi: cánh hoa là tứ đại mà tỏa hương tinh thần, mắt em là tứ đại mà rạng ngời yêu thương. Tôi tưởng trụ vũ không ca ngợi mà thốt ra những lời biểu lộ một sự ngạc nhiên. Giây phút cũng đã tới, ánh sáng lóe lên rồi lại tắt. Nhưng trong một đời người mà có được một lần ấy, nào có phải là ít ỏi gì đâu. Đã thấy được một lần thì có thể thấy mãi. Vấn đề là ở chỗ ta có tha thiết không, có thành khẩn không, có cẩn trọng không, thế thôi. Trong thế hệ những người trẻ tuổi đang bị giam giữ vào ngục tù của chán nản, của sự vô lý và của sự tự khinh, ta thấy không biết bao nhiêu người nhận thức thực tại như một cái gì nhầy nhụa, và thân thể, tâm hồn mình như một vũng bùn tanh hôi. Thảm thương biết bao, sự giải thoát như thế,
chỉ có thể đi tìm nơi hủy diệt. Tứ diệu đế nên áp dụng trong mục đích tìm ra và tiêu diệt nguyên nhân của nhận thức đen tối ấy thì là một điều quý quá. Còn nếu vì muốn giải thích biện hộ cho sự thực thứ nhất bằng cách phải bôi lem bức tranh thực tại, gán cho thực tại cái tính cách khổ tự nó không có, thì đó là bắt đầu một cuộc du khống to lớn. Thực tại không khổ không lạc, chỉ có qua nhận thức ta, nó mới là khổ hay lạc mà thôi. Nói như thế, Nguyên Hưng ơi, không phải là nói rằng những trận động đất, những con di trùng, những trận chiến tranh, những hiện tượng sinh lão bệnh tử là không có thực. Chúng có thực chứ, cũng như muôn ngàn hiện tượng khác, nhưng tự thân của chúng không phải là sự đau khổ, và con người có thể giảm thiểu sự hiện hữu của chúng đến một giới hạn nào đó. Còn tiêu diệt chúng hoàn toàn, đó là một điều không thể thực hiện. Cũng như muốn có trắng mà không có đen, có dài mà không có ngắn, có sinh mà không có tử, có một mà không có nhiều. Tính cách biến kế của nhận thức tạo tác ra thế giới khổ đau, cũng như người thợ vẽ ra hình ma quỷ và khiếp sợ chính những bức hình của mình. Những bức hình ấy, Nguyên Hương ơi, nào phải là ảo ảnh, nó là những bức hình có thực. Nguyên Hưng, đêm mùng 2 tháng 11 tiếp sau đó là một đêm tôi cần ghi nhớ. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một trời đầy sao sáng, không trăng. Nhưng ngôi sao nào cũng sáng, cũng đẹp, cũng lấp lánh, cũng to như đôi mắt của trẻ con trên một nền trời không gợn mây. Cố nhiên khung trời đó chỉ là khung trời nội tâm. Vì hôm ấy ở thành phố tôi ở, mưa gió về đầy trời, các cửa phòng đều đóng kín. Suốt một đêm tôi không ngủ, vì có muốn đi ngủ thì cũng không thể nào ngủ được. Đầu hôm tôi thức để đọc Bonhoeffer và giai đoạn chót của đời chàng đã giúp tôi làm bừng tỉnh dậy cái bầu trời đầy sao sáng sẵn có trong tâm linh mỗi người. Tôi bỗng thấy sung sướng lạ kỳ và có cảm nghĩ rõ rệt rằng tôi có thể chịu đựng được những đau khổ lớn lao nhất mà thường ngày tôi không thể hoặc chưa thể chịu đựng nổi. Viết đến đây, tôi còn thấy tâm hồn rạc rào những cảm xúc mới lạ, và có lẽ Nguyên Hưng cũng đang chia sẻ những cảm xúc ấy với tôi. Bonhoeffer chỉ là một giọt nước cuối làm tách nước tràn đầy. Một nhân duyên cuối cùng, một làn gió nhẹ thổi tới cho trái cây chín mùi rụng xuống. Được sống trọn một đêm như thế thì ta không nên than trách chi hết nữa về cuộc đời. Những đêm như thế đẹp lắm Nguyên Hưng, lòng ta ngập tràn thương yêu, can đảm và nghị lực dâng tràn. Ta thấy óc và tim ta là những đóa hoa, những cảm xúc, những rung động, những đau khổ của chúng ta đều hiện hữu một cách rất màu nhiệm. Tuy ta biết rằng hình hài ta vẫn là hình hài của chính ta, Nguyên Hưng chớ cho rằng đó là một trạng thái tôn giáo, đạo đức hay thánh thiện của tâm hồn, khơi động do một nguồn cảm thông hay một ân huệ thiêng liêng nào. Trạng thái tâm linh ấy hoàn toàn dân bản. Tôi biết, ngay trong giờ phút đó, không có thần thánh, không có giác ngộ ngoài tim tôi, phổi tôi, những hạch tiết tuyến, những tế bào của cơ thể tôi. Sự sống đã màu nhiệm mà khổ đau cũng màu nhiệm. Cuộc đời sẽ xấu xí, sẽ đen tối và sẽ không thể có nếu không có khổ đau. Trong cuộc đời không có thường có ngã, nhưng cũng không có vô thường vô ngã. Không có sự chết nếu quả thực ta thấy được sự sống. Cho nên nói sự sống, và đừng bao giờ dại dột nói sự sống miên diễn. Mệnh đề sự sống miên diễn cũng như ý niệm trường sinh bất tử tự nó là một sự mâu thuẫn, một sự dốt nát, một sự tham lam. Tham lam chỉ là dốt nát, và tham lam dốt nát đánh mất chính sự sống. Suốt một tháng, tôi tiếp tục tư duy và quán tưởng hình dung các vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa và Bát Nhã. Chân dung các vị ấy đẹp lắm, hèn gì các vị không trang nghiêm được cho đất Phật, mà cần gì phải là đất Phật. Cứ nói đến trái đất của chúng ta đây,
sự có mặt của những vị Bồ Tát như thế cũng đủ làm cho đất chúng ta trở thành đất Phật. Mà ai dám nói đất này của chúng ta không phải là đất Phật? Cây nêu mà dân Việt dựng nên để ăn Tết cũng phản chiếu ước muốn của dân ta rằng đất này là đất Phật, có phải không Nguyên Hưng? Có khi tôi thấy các vị Bồ Tát trong hình dáng nghèo nàn và lem luốc, nhưng khỏe mạnh của họ như trì địa, như thường bất khinh. Một người thì chuyên môn đi nối lại những cây cầu gãy và đắp lại những con đường hư, làm gián đoạn giao thông và liên lạc. Thế giới chúng ta hôm nay có biết bao nhiêu cây cầu đã gãy đổ và bao nhiêu nẻo giao thông bị cắt đứt, hả Nguyên Hưng? Và thế giới chúng ta hôm nay đã có được bao nhiêu trì địa, đem tâm lực và thân lực mình để nối lại những nhịp cầu thông cảm và hiểu biết giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nền văn hóa này với nền văn hóa khác. Người thứ hai thì đi đâu cũng nói vào tai mọi người rằng: ông có đủ khả năng tiến tới, vậy hãy tin ở sức mình, đừng nên có mặc cảm bất lực, đừng nên thụ động. Tôi không dám khinh ngài, ngài sẽ thành Phật. Bức thông điệp của bình đẳng, của tinh thần tự tính tự lực ấy, nếu không do những con người kiên nhẫn như thường bất khinh mang đi thì biết do ai? Nguyên Hưng cứ nghĩ đến những người dân quê ở xứ ta và cả những người dân quê ở các nước chậm tiến khác. Ai nói cho họ biết rằng họ cần phải tin nơi sức lực của chính họ để tạo một tương lai cho chính họ, một tương lai mà họ có quyền nắm lấy như bất cứ ai? Thế giới của chúng ta đang cần có thêm rất nhiều vị Bồ Tát như thế. Và ta cũng nên vui mừng công nhận rằng thế giới chúng ta đang có những vị Bồ Tát như thế, luôn luôn trên các nẻo đường về gieo rắc niềm tin, sự tự lực tự cường cho nhân loại. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm nữa, mà sau này được gọi là Quán Tự Tại, chân dung của người là chân dung của sự cảm thông và của sự tìm tới với khổ đau không ngần ngại, không e sợ bất cứ một trở lực nào. Nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời và tìm tới bằng mọi cách, tìm tới trong bất cứ một hình dáng nào thích hợp. Nguyên Hưng, một vị tăng sĩ, một nhà chính trị, một nhà tư bản, một nhà cư sĩ, một người đàn bà, một em bé, một thiên thần, một con ác quỷ, hình dáng nào thích hợp thì dùng hình dáng ấy. Ân dĩ trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn, phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn, phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp, ân dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp, ân dĩ thiên long giả xoa càng thắc bà a tu la cẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp. Nguyên Hưng có nghe không? Thế giới chúng ta ngày nay phải được cứu nguy mọi mặt, bằng mọi hình thức, mọi phương tiện, theo tinh thần đại bi tự tại của Quán Thế Âm, phải được xây dựng bằng thái độ dấn thân của tinh thần thường bất khinh, trì địa. Lại còn hình dung của địa tạng nữa, hình dung của một con người muốn có mặt nơi những chốn nhiều đau khổ nhất của cuộc đời. Chừng nào địa ngục còn chưa trống không, thì chừng ấy tôi vẫn còn phải ở lại địa ngục, dấn thân, mà với tinh thần như thế thì mới thực là dấn thân, có phải không Nguyên Hưng? Tôi tưởng ở đâu có những con người như thế là ở đấy đất phải nở hoa, dù cho ở địa ngục, dù cho ở bất cứ địa ngục nào. Nguyên Hưng, tiếp tục đi tìm hình dung các vị Bồ Tát. Lắm lúc tôi thấy họ trong những chiếc áo thật đẹp, ngọc minh châu sáng ngời trên đầu, trên tay và trên cổ. Nguyên Hưng, hãy nghĩ đến vô tận ý xem. Các vị tăng sĩ thì không bao giờ được miêu tả bằng những hình dáng như vậy. Chắc chắn là hình dáng đó tượng trưng cho sự trang nghiêm tịnh độ, sự có mặt của họ làm đẹp cho cuộc đời. Áo của các vị Bồ Tát đẹp như những chiếc áo trẻ em ngày Tết. Tôi nghĩ đến một ngày hội đầu xuân,
không ai nhìn thấy khổ đau của con người rõ bằng các vị, nhưng cũng không ai giữ được nụ cười tươi không bao giờ héo như các vị. Tôi nghe họ nói, chúng tôi không có mặt để khóc than, chúng tôi có mặt để làm đẹp cho cuộc đời. Cảm ơn các vị, cảm ơn các bạn. Chúng tôi sẽ mặc những chiếc áo đẹp nhất mà chúng tôi có thể cùng với các bạn tô điểm cho cuộc đời. Các vị sẽ sung sướng lần đầu được những người sùng bái các vị, gọi các vị là bạn. Các bạn sẽ không còn bị cách xa và bị hiểu lầm do những người quá sùng kính các bạn nữa. Chúng tôi thấy sự có mặt của các bạn rồi. Chúng tôi đến đây và chúng tôi không có một mảy may tự hào, một mảy may kiêu ngạo, phạm thượng. Chúng tôi chỉ đến với tình thương, với sự hiểu biết. Chúng ta đã thoát khỏi chiếc vỏ cứng đã từng giam hãm chúng tôi. Này con chim hoàng oanh, cổ họng ngươi tuy bé nhỏ, nhưng ngươi hãy hát lên sáng nay để ca ngợi tính cách màu nhiệm của thực hữu. Chuỗi ngọc mà vô tận ý vừa trao tặng cho Quan Thế Âm thì long lanh, sáng ngời, trong suốt. Tràng giạc của người cũng sẽ long lanh sáng ngời trong suốt như thế. Để cho nắng mai tuôn chảy trên các sườn đồi như những dòng thủy tinh, và để cho tất cả các bông hoa lớn nhỏ trên cánh đồng cỏ xanh đều cùng nở một lượt đón chào sự tỉnh thức màu nhiệm. Nguyên Hưng, ta đã nói đến cái đêm màu nhiệm, trong đó óc tim tôi nở như những đóa hoa, và tôi tìm thấy các vị Bồ Tát không như những thần linh xa cách con người, mà là những người bạn quý mà ta có thể gặp ngay trong cuộc sống này. Tình cờ mà những điều tôi thấy phù hợp với những điều trong bài Nguyện Sinh mà chúng ta thường đọc hàng ngày. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Tim ta và óc ta một khi đã nở thành những đóa hoa, thì những đóa hoa này sẽ không bao giờ héo, cũng như những đóa hoa sen nở ở tịnh độ. Sen nở thì thấy được ánh sáng và tìm được bạn đường. Nguyên Hưng, hôm qua giúp cho Nguyên Hưng, đến đúng nửa đêm Giáng sinh thì tôi ngừng lại. Tôi mặc áo thật ấm, mở cửa ra ngoài và đi đến Campus Center, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Đến Campus Center, tôi gặp anh Renanson đang ngồi bó gối xem tivi một mình trong văn phòng rộng thênh thang. Tôi đến ngồi cạnh Ran và theo dõi chương trình đặc biệt đêm Giáng sinh. Tôi nghĩ có lẽ Ran buồn lắm và cô đơn lắm trong một đêm như đêm nay. Ran quê ở tận miền Nam, xa quá không về nhà được trong dịp lễ Giáng sinh này. Ran đã lái xe hơi từ hôm qua về miền Tây, Pennsylvania, để thăm một người bạn. Và trên đường về Princeton hôm nay, Ran bị kẹt tuyết, suýt phải ngủ giữa đường. Ngủ giữa đường thì nguy lắm, dù là ngủ trong xe, dù là quay kính các cửa kính xe lên, bởi vì trời rét lắm, không thể chịu nổi. May mắn Ran vượt khỏi trở ngại và về tới Cambridge lúc 11 giờ. Tôi hỏi, anh cảm thấy buồn không trong đêm Giáng sinh này, khi mọi người đều ăn familia? Tôi sống lẻ loi cũng quen rồi. Ran đáp, thành ra cũng không buồn lắm. Tuy vậy khi ngó anh ta, tôi biết anh ta đang buồn. May mắn lúc đó mấy truyền hình bắt đầu trình bày một phim trào lỏng, nên tôi thấy trên miệng Ran một nụ cười. 1:30 khuya chúng tôi rời Cambridge Center, thì ra tuyết vẫn đã tiếp tục rơi. Tuyết lên cao tới gần đầu gối. Tôi phải lội về Crown Hall, từ giả Ran, rồi vào phòng lau chân thay bí tất, hơ chân vào lò sưởi. Năm ngoái tôi đi chơi suốt một ngày Giáng sinh bằng xe hơi ở vùng quê và đã chứng kiến được không khí thân mật của các gia đình vào ngày lễ ấy. Thật không khác gì ngày Tết bên ta. Trẻ con và người lớn ai cũng có quà, và có rất nhiều quà. Tôi bị một em nhỏ hỏi, ông theo đạo Phật hả? Vậy ở xứ ông, người theo đạo Phật như ông á, có ăn lễ Giáng sinh không? Tôi trả lời, có chứ. Bên xứ tôi, người Phật tử ăn lễ Giáng sinh vào ngày rằm tháng tư, và họ gọi ngày Giáng sinh là ngày Phật đản. Tôi nghĩ đến những chú bé con như thế ở trại Cherokee,
và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Chương 9. Những dòng chữ này có lẽ sẽ đến tay Nguyên Hưng vào những ngày cuối năm, trong khi ở các chợ Sài Gòn thiên hạ đang tấp nập mua bán. Tôi có thể tưởng tượng được những núi dưa hấu cao ngất, những trái dưa hình thật tròn, da thật xanh và ruột đỏ thắm. Mùa này ở đây không sao tìm ra được một trái dưa hấu. Nếu có thì chắc thế nào tôi cũng mua một vài trái và gọt thành những cây đèn dưa thật đẹp rồi. Hôm qua tôi có nhận được từ bên nhà gửi qua một gói quà Tết, trong đó có mấy miếng trầm, mấy cây đèn bạch lạp, một hộp trà, một ít mứt gừng, một ít mứt trái tắc và hạt dưa, vân vân. Tôi mừng lắm. Tối qua, như một người rất nhàn rỗi, tôi đun nước, pha trà, thắp bạch lạp và ngồi cắn hạt dưa một mình. Steve không chịu cắn hạt dưa, nói cho đúng là không biết cắn hạt dưa. Steve cũng không thể ăn mứt gừng. Chú ta có nếm một tí và nhăn mặt kêu là cay quá. Cậu chỉ uống được trà và nhấm nháp ít trái tắc. Steve hỏi tôi ăn cái thứ hạt dưa ấy thì có ích lợi gì. Tôi nói, có nhiều cái lợi lắm chứ. Ở đây tuy người ta ăn rất nhiều trong các cuộc lễ, lễ Giáng sinh, lễ tạ ơn, vân vân, nhưng người ta không nói đến tiếng ăn. Còn bên xứ chúng tôi, người ta nói thẳng thắn là ăn. Ăn Tết, ăn lễ sinh nhật, ăn cưới, ăn hỏi, ăn cảm thán, ăn ngũ tuần, ăn lục tuần, ăn thượng thọ, ăn dỗ, vân vân. Mà Tết thì kéo dài những 3 ngày. Trong 3 ngày liền phải ăn lu miệng. Đi đâu gặp ai mời cũng ăn, cũng phải ăn. Mà thức ăn cũng mau no, chỉ có hạt dưa là ăn mãi cũng không no. Như vậy, cái lợi thứ nhất là được ăn mãi mà không sợ phải no. Cái lợi thứ hai là tuy ăn hoài nhưng mà không sợ hại cho sức khỏe. Ăn cái gì nhiều cũng có thể đau bụng, đau gan, trúng thực, nhưng mà ăn hạt dưa thì không sao, vì tuy cái miệng ăn hoài mà cái dạ dày không bao giờ đầy. Cái lợi thứ ba là đỡ phải nói chuyện, nhất là khi ta không biết chuyện gì mà nói. Dù sao thì cái miệng tôi cũng đang làm việc mà. Tôi ít nói tại vì tôi đang vui miệng ăn hạt dưa, chứ không phải là tôi không biết nói chuyện. Cái lợi thứ tư là tránh được cái hại đa ngôn đa quá. Hạt dưa dạy người ta ít nói, dạy người ta im lặng để suy nghĩ về những điều mình muốn nói, dạy người ta biết nghe những người khác. Từ đứa trẻ 5 tuổi cho đến ông già 80, ai cũng có thể dạy cho ta được nhiều điều bằng các câu chuyện của họ. Người ta thường nói thế, hạt dưa khiến cho ta chín chắn hơn và giúp ta tránh được những câu nói vô ích, lầm lỡ, nhất là những câu tuyên bố bừa bãi, không dựa trên một căn bản suy tư và nhận xét nào cả. Trong trường hợp này, biết thì thưa thốt, không biết thì cắn hạt dưa mà nghe, khỏi phải giữa cột. Steve cười ngất khi nghe tôi nói như vậy và bảo rằng tôi có thể viết những ý đó thành một bài nói về cái triết học của hạt dưa đỏ ở nơi Nguyên Hưng ở. Bây giờ trời đã bớt rét chưa? Bên này cố nhiên là trời cũng còn rét lắm. Còn độ 2 tháng nữa mùa đông mới qua, tôi chắc ở chùa Từ Hiếu, các đồi thông đã bắt đầu xanh mướt rồi. Các đọt thông ở đấy vào mùa xuân sao mà thẳng và đẹp đến thế. Tôi biết thế nào Nguyên Hưng cũng để rất nhiều thì giờ đi giữa những cây thông xanh mướt. Tôi chưa bao giờ nở bẻ một cành thông, thế nhưng tôi biết những đồi thông mang nhiều thương tích vào những ngày đầu xuân khi thiên hạ đi hái lộc. Một cái vườn chùa đẹp đến mấy mà sau một buổi hái lộc cũng trở thành cát tơ. Tôi nhớ có một năm nọ, chùa Xá Lợi phải trồng một ít cành thông làm cây thông để cho tín đồ hái lộc. Như vậy đỡ hại cho những cây cảnh mà chùa đã phải chăm sóc hết hơi mới có lên được. Tôi không biết cái gì đã xảy ra vào tối giao thừa. Không lý chùa phải yết thị rằng hái lộc thì chỉ được hái cây thông, còn các cây khác thì chừa ra. Nếu thế thì sẽ không ai hiểu tại sao. Mà nếu hiểu tại sao thì có lẽ người ta sẽ không hái lộc nữa, bởi vì người ta nghĩ rằng những cành thông kia không thực sự hút nhựa từ đất Phật, không thực sự mọc lên từ đất Phật,
cái tục hái lộc thì thật đẹp, nhưng mà đông người hái lộc quá thì không còn đẹp nữa. Tôi nghĩ đến những buổi cầu nguyện đông đảo, những buổi thuyết pháp đông đảo, và tôi ước ao chúng ta còn có thể duy trì những cảnh chùa thật thanh tịnh, những buổi gặp mặt truyền tâm giữa một thầy một trò. Tôi ưa đi vào một chánh điện thanh tịnh và nhỏ bé, một chính điện dành cho sự đối thoại cá nhân giữa con người và Đức Phật. Sự đối thoại ấy mới dễ trở thành một sự đối thoại tâm linh, và gặp gỡ Đức Phật như thế cũng là gặp gỡ tâm linh của chính mình. Chùa chiền và giáo đường bây giờ có khuynh hướng xây cất cho sự cầu nguyện tập thể, đó là nhu yếu. Tôi cũng khát khao sự truyền tâm giữa một thầy một trò, trong đó trò biết là tất cả con người của thầy đang hướng về mình, kêu gọi sự thức tỉnh và đáp ứng nơi mình. Và thầy cũng biết là trước mặt mình chỉ có một trò với tất cả con người trọn vẹn và đặc thù của nó. Trong đại hội Linh Sơn, khi Phật đưa cành hoa lên thì chỉ có một mình Ca Diếp mỉm cười. Đột nhiên đại hội Linh Sơn biến mất, sự có mặt của mọi người trở nên không có, chỉ còn có hai người, Phật và Ca Diếp là những người thật sự có mặt. Đám đông nguyên hương nơi, trong những trường hợp như thế, chỉ là một con số không. Có một buổi chiều đi bộ từ Nam Giao lên chùa, tôi gặp một đoàn thiếu niên thiếu nữ Phật tử đi cắm trại từ các đồi thông từ Hiếu về. Họ đi rải rác, người đi bộ, kẻ đi xe đạp. Người đầu tôi gặp cầm trên tay một cành thông, người thứ hai cũng vậy, rồi người thứ ba cũng vậy, rồi đến cả đoàn. Tôi thấy xót ruột và đau xót với những đồi thông. Có lẽ ngày Tết cơ sự cũng xảy ra tương tự như thế. Tết này Nguyên Hưng nhớ bảo vệ, giúp cho các đồi thông nhé. Giờ mà Nguyên Hưng đón giao thừa bên đó thì bên này là giữa trưa. Nghĩ cũng là điều hay. Năm ngoái tôi đón giao thừa ở Princeton vào lúc 12 giờ trưa, cùng với một em bé Việt Nam mới được ở cách đó không xa. Giờ đó, thành phố đó, thời tiết đó, mà trong phòng chúng tôi cũng có giao thừa. Thiên hạ bên này vẫn đi làm việc 8 giờ một ngày, chẳng ai để ý rằng ở Việt Nam Nguyên Hưng đang đón giao thừa, đang ăn Tết. Tại vì tôi biết tôi còn ở đây cho nên tôi cũng biết Nguyên Hưng còn ở đó, Việt Nam còn ở đó, và đêm giao thừa vẫn hiện hữu. Tất cả chỉ là vấn đề nhận thức, chủ thể nhận thức không rời đối tượng nhận thức. Tôi nhớ có một bữa trưa tôi vào đọc sách nơi phòng triết học của thư viện Butler. Khi vào, tôi chỉ thấy có hai người đang ngồi tra cứu, hai người đàn ông lớn tuổi. Bữa đó tôi đi tìm đọc một cuốn sách của giáo sư Snyder, đọc được một lúc, không biết rõ là bao lâu, bỗng dưng tôi thoáng thấy mùi hoa bưởi. Ban đầu, tôi ngạc nhiên hết sức vì tôi nghĩ rằng, ở địa phương này, làm gì có được hoa bưởi? Nguyên Hưng nên nhớ rằng, tôi xa nhà đã lâu và bất cứ hình sắc, âm thanh, hương vị nào của quê hương đối với tôi cũng vô cùng quý giá. Cứ tưởng tượng ngồi tại một xứ xa thật xa, mấy năm trời tự dưng được nghe thấy mùi hoa bưởi kỳ diệu ấy. Bông lài, bông lý, bông ngâu, chẳng bằng bông bưởi thơm lâu, dịu dàng. Mùi hoa bưởi, mùi hoa của quê hương của Ca Dao. Tôi không đọc Snyder nữa. Tôi suy nghĩ, và tôi kết luận rằng, mùi đó không có thực, không phải là từ tánh cảnh, đới chất cảnh, mà từ độc ảnh cảnh tới, nghĩa là một ảnh tượng khứu giác được phát hiện trở lại từ tiềm thức. Như thế thì, đã có một vài lần tôi trải qua trường hợp ấy. Tôi yên trí, tiếp tục đọc Snyder, nhưng chỉ một lát sau, mùi hoa bưởi trở lại, hiện thực hơn nhiều, khiến tôi phải ngừng đọc, ngồi xét lại. Tôi nghĩ có những người khác mới vào phòng đọc sách, trong số đó có thể có một cô nữ sinh có sức nước hoa mùi hoa bưởi. Kỳ thật, tôi không biết có thể có thứ nước hoa chế tạo bằng hoa bưởi không, nhưng tôi cứ cho là có. Và tôi nghĩ trong lúc đầu vẫn cứ nhìn vào trang sách như từ khi mới ngồi xuống đọc, rằng người phụ nữ trang điểm bằng thứ nước hoa kia phải là một người thanh nhã có dáng dấp Việt Nam, ít nhất là dáng dấp Đông Phương. Có một cái gì thúc đẩy tôi nhìn lên có ai mang theo mùi hoa bưởi thân yêu đó. Nhưng mà tôi vẫn không ngẩng đầu lên, tôi tinh nghịch nhủ rằng, nếu ngẩng đầu lên,
và tìm thấy một người không giống gì hết với sự tưởng tượng, nghĩa là một người không trang nhã, không có tính cách Đông phương, một người béo tốt đẩy đà phấn son trát đầy đầu cổ, thì tôi sẽ bị nếm một thứ thất vọng nào đó. Như vậy mà tôi ngồi cho tới 5 phút, không ngẩng đầu lên nhìn, cũng không đọc Snyder. Rồi kết cuộc thì ra làm sao? Tôi biết, Nguyên Hưng sẽ hỏi. Nhưng mà tôi không nói đâu. Nguyên Hưng tự đoán lấy, ai dạy gì mà nói vụ ấy ra cho Nguyên Hưng nghe. Tôi mắc cỡ lắm. Chỉ khi nào Nguyên Hưng giỏi thật giỏi, không cần biết tới cái kết thúc của câu chuyện thì tôi mới nói cho Nguyên Hưng nghe mà thôi. Nguyên Hưng, tôi đã phải học duy thức từ lúc 16 tuổi, và cái tuổi còn non nớt đó không cho phép tôi hiểu thấu được những cái như kiếm phần, tướng phần, sở sở, duyên duyên. Rất khó mà hiểu được tại sao kiếm phần và tướng phần là những cái không thể rời nhau mà hiện khởi. Tại sao mà chủ thể không thể tồn tại biệt lập ngoài đối tượng? Ấy thế mà, hồi đó tôi cũng biết đàm luận về duy thức, cũng làm bài thi và cũng được điểm cao. Tôi lý luận như thế này, duy thức là nhờ có nhận thức thì vạn hữu mới trở thành thực hữu. Không có nhận thức thì do đâu mà biết là có với không? Và không có cái biết về có với không, tức cũng như không có gì cả. Đó, tôi chỉ cắt nghĩa nghi thơ như vậy. Còn các lối giải bài khác tôi không nắm được, hoặc tôi cho là vô lý, không thể chấp nhận được. Những dòng này do tôi viết và Nguyên Hưng sẽ đọc. Những dòng này hiện giờ Nguyên Hưng chưa đọc. Vậy thì những dòng này, kể cả bản chất tư tưởng, tình cảm, giấy, mực, thời gian, không gian, nét chữ, chân dân, chỉ nằm trong nhận thức tôi và cả Nguyên Hưng nữa. Nguyên Hưng đối tượng của những dòng chữ này cũng nằm trong nhận thức tôi, mà tất cả mọi hiện tượng khác như quê hương Việt Nam với những cây cam, cây bưởi đầy hoa, những cây dừa duyên dáng, những cây cao cao dúc và thẳng băng, cũng như thành phố náo nhiệt tôi ở đây, cũng như mặt trời, tuyết, mây, trăng sao đều nằm trong nhận thức tôi. Tất cả đều là khái niệm và thế giới của tôi, trong đó có Nguyên Hưng, có cây bưởi, cây chanh, cây khế, cũng là một thế giới khái niệm. Vài hôm nữa, khi những dòng chữ này tới tay Nguyên Hưng, Nguyên Hưng sẽ thấy tôi hiện hữu trong đó, thành phố tôi hiện hữu trong đó, nét chữ, tình cảm, tư tưởng tôi hiện hữu trong đó. Nhưng mà tất cả những thứ ấy cũng trở thành những khái niệm trong nhận thức Nguyên Hưng và không thể được đồng nhất đối tượng của nhận thức tôi. Vậy ta cứ cho rằng thực tại bản thân tánh cảnh vô chất nằm trong phần căn bản của nhận thức cộng đồng, hoặc có thể gọi là tự thể phần của thức hay của thức cộng đồng cộng biến. Còn thế giới khái niệm, thế giới đới chất và độc ảnh là thế giới được tạo tác nên do khuynh hướng biến kế chấp, trong đó tướng phần và kiến phần là hai mặt hiện tượng của một tự thể. Điều này tôi thấy rõ trong một buổi khuya ở chùa Trúc Lâm cách đây chưa đầy 2 năm. Đêm đó tôi thức dậy lúc 2:30 khuya và không ngủ lại được nữa. Tôi nằm yên lặng cho đến khi chuông khuya bắt đầu ngân nga mới chổi dậy. Tôi đưa chân xuống tìm đôi dép nhưng không tìm ra. Có lẽ đôi dép đã bị tôi đẩy vào gầm giường từ hồi tối. Tôi không tìm đôi dép nữa, cứ đi chân trên nền đất tìm ra cửa sổ. Nền đất lạnh ghi cảm giác mát lạnh nơi gan bàn chân của tôi, và sự thấm lạnh ấy đột nhiên khiến tôi tỉnh táo và minh mẫn một cách lạ thường. Tôi đi từng bước tìm tới cửa sổ và tì tay nơi cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đất vẫn còn đen tối và tôi không nhìn thấy được gì cả. Tuy nhiên trong đêm đen, tôi vẫn biết cây lá trong giường còn đó và bụi trúc đào cũng còn đó ở góc bên kia. Cây hoa đại vẫn còn ở trước cửa sổ tôi. Mà sở dĩ như vậy là tại vì chủ thể nhận thức không thể tồn tại ngoài đối tượng nhận thức. Trong lòng đêm thâu hay trong lòng nhận thức cũng vậy, khóm trúc, cây hoa đại đang đóng vai trò đối tượng sở duyên. Và nhờ có sở duyên mới có được năng duyên. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức không thể rời nhau. Và ngoài kia, núi sông, trời đất, những ngôi sao lớn nhất và thực hữu
và mặt trời của tôi cũng chỉ nằm trong lòng nhận thức. Đột nhiên, thời gian và khoảng cách tự tiêu diệt tan biến. Đột nhiên năng và sở tan biến. Đột nhiên diệt và sinh tan biến. Dù em có cách xa muôn vạn do tuần, thì muôn vạn do tuần ấy cũng được nối liền trong một lân hư trần. Dù cho bách thiên vạn kiếp, thì bách thiên vạn kiếp ấy cũng trở về nối liền với hiện tại trong một sát na. Hiện hữu của em tự nhiên trở về bừng tỏa để nhận thức tôi. Đột nhiên tôi mỉm cười, có lẽ lúc ấy mà có một người rình thấy được tôi đang cười trước một đêm đen, không trông thấy gì, không trông thấy ai, mà cũng không có gì trông thấy mình, không có ai trông thấy mình. Người ấy sẽ ngạc nhiên, hoặc có thể hoảng sợ lạnh tới xương sống, bởi vì cái cười của tôi đối với người ấy có thể có tính cách ma quái, hoặc là của một người sắp sửa điên tới nơi rồi. Có chi mà đứng mỉm cười trước một cái màn đêm đen nghịch và vô nghĩa như vậy? Nhưng Nguyên Hưng biết rằng, màn đêm tuy có đen nghịch thật, nhưng không vô nghĩa chút nào. Nó trở thành rạng rỡ vô cùng trong nhận thức tôi, và hiện hữu màu nhiệm trở thành bừng tỏa nơi nụ cười quyền diệu ấy. Tôi biết là em còn đó, vì tôi còn đây. Và tôi biết vì tôi còn đây nên em còn đó. Nếu có thì năng duyên và sở duyên cũng có, nếu không thì năng duyên và sở duyên cũng không. Cho nên chủ và khách cùng thuộc về một tự thể, và trong chủ đã có sẵn khách. Tôi biết rằng lát nữa khi bình minh về thì sẽ cũng không có gì khác lạ xảy ra trên bình diện hữu thể. Màu trời xanh biếc phương Tây mà màu chân trời hồng đỏ phương Đông cũng chỉ là xanh là hồng trong nhận thức tôi. Xanh không phải thuộc về một tự thể xanh, và hồng cũng không thuộc về một tự thể hồng. Xanh chỉ có nghĩa là xanh đối với tôi, trong nhận thức tôi, cũng như hồng, cũng như sinh, cũng như diệt, cũng như đồng, cũng như dị, cũng như lai, cũng như khứ, tất cả chỉ là hình ảnh nhận thức. Nhìn vào mắt tôi đi, và em sẽ thấy em trong đó. Em rạng rỡ thì mắt tôi cũng rạng rỡ, em màu nhiệm thì nhận thức tôi cũng thành màu nhiệm. Và ngược lại, tôi xa xăm thì em, hình bóng em và tự thể em cũng trở nên xa xăm. Hãy nhìn vào mắt tôi, em sẽ biết vũ trụ của tôi sáng hay tối, thiện hay ác, vô cùng hay hữu hạn, sinh tử hay niết bàn, có lần Trụ Vũ nói. Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nguyên Hưng, khi nụ cười trong đêm thâu bừng nở rồi, thì tôi có cảm giác nhẹ nhàng như mây khói, và tôi thấy tôi nằm ngửa bơi nhẹ nhàng trên một dòng suối trong mát lạnh. Đầu tôi gối trên những chiếc gối sóng nhỏ, nhìn lên trời tôi thấy trời xanh mây trắng của ngày cũ. Mây vẫn trắng, trời vẫn xanh, mây có thể lại trắng hơn và trời xanh hơn. Đó phải chăng là dấu hiệu của thực tại, bất sinh, bất diệt? Tôi nghe lá thu khô xao xát trong rừng cây, tôi ngửi thấy hương thơm nức nghi của cỏ rơm đồng nội. Nhưng cảm giác ấy thoáng qua mau khi tôi trông thấy một ngôi sao trên trời. Ngôi sao đưa lối cho tôi trở về trước cửa sổ, hai chân trên nền đất mát và hai bàn tay tì lên song cửa. Tôi còn đây, tôi hiện hữu cho thế giới hiện hữu, cho em hiện hữu. Cũng như hòn sạn kia, cũng như đám mây kia, sự hiện hữu của chúng kéo theo sự hiện hữu của tôi. Và nếu viên củi kia mà không thực sự hiện hữu, thì tôi đây làm sao hiện hữu được? Đã có thì có từ hạt bụi, mà hạt bụi đã không thì tam thiên đại thiên thế giới cũng không. Tôi cũng không, em cũng không. Nguyên Hưng, tôi thấy tôi rất bằng lòng cái quê hương này của chúng ta. Dòng sông kia là hình bóng trôi chảy dịch quá của vạn tượng. Nhờ có sự trôi chảy mà có sự sống, sự chết cũng nằm trong sự sống, bởi vì không có chết thì không thể có sống. Hoan nghênh sự trôi chảy,
hoan nghênh vô thường vô ngã, bởi vì có vô thường vô ngã mới có thế giới đẹp đẽ của thi ca của thiền. Và còn vườn chuối mướt đồng bằng kia nữa, hình bóng của êm mát ngọt ngào hiền lành, và cũng còn những hàng cao thẳng tắp vươn lên mặt trời, hương cao thơm ngát. Mặt trái đất sở dĩ đầy tràn cát bụi, chân chúng ta dính vào cát bụi, mắt chúng ta thấy toàn cát bụi, là tại vì chúng ta chỉ nhìn xuống cát bụi. Không, tôi không muốn rời bỏ chúng này để đi về cực lạc hay thiên đường. Quê hương của tôi là ở đây, ngay trên mặt trái đất. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên là tôi trông thấy trăng sao của đêm rằm, của tâm linh. Chính vì được ở đây, vì được đứng đây nên tôi mới thấy được như thế. Điều quan yếu không phải là từ giả, chối bỏ, trốn tránh. Điều quan yếu là nhận thức ra rằng hễ mắt ta mở thì ta trông thấy. Cảnh giới niết bàn quyết định có đủ những thứ cây như cây bàn, cây cao, cây khế, cây chanh, cây bưởi. Tôi thấy như thế và tôi buồn cười quá. Tôi buồn cười cho chính tôi ngày xưa đã đi tìm niết bàn như một cái gì cách biệt và trái chống với thế giới sinh diệt, chân như hiển hiện màu nhiệm nơi tử sinh. Nguyên Hưng chắc còn nhớ những cơn mưa lớn ở miền Nam đất nước ta. Có một lần tôi ngồi ở nhà một người bạn, tôi trông thấy một cảnh tượng mà nhìn ngắm mãi không biết chán. Trời mưa lớn, bên kia đường đối diện với chỗ tôi đang ngồi là một tiệm bán chà khô lụp xụp. Trong tiệm treo đầy những guốc, dây thừng, dây kẽm, son chảo và bày biện một ngàn thứ lặt vặt khác như nước mắm, đèn cầy, tương, kẹo, đậu phụng, vân vân. Vì vậy tiệm tối om, lại thêm trời mưa to nữa. Tôi thấy một đứa bé chừng 6 tuổi đang ngồi ăn cơm một mình trước cửa tiệm, ngay chỗ bật cửa ram vào, gần sát giọt nước trên mái chảy xuống. Đứa bé ngồi trên một chiếc đòn thấp, nó ở trần và chỉ mặc một chiếc quần cục. Thân hình đứa bé đen nám, có lẽ tại nó hay chạy chơi ngoài nắng quá. Tay trái nâng một bát cơm, tay phải thì cầm đũa, nó ăn rất dè dặt. Mắt hết nước nhìn những giọt nước rơi từ mái tôn, lại theo dõi những chiếc bong bóng nước trước sân. Tôi ngồi cách nó chừng 10 thước, nhưng tôi có thể biết được đứa bé đang cơm với trứng vịt chan nước mắm, những miếng trứng vịt nhỏ xíu chôn dưới đáy bát. Nó lấy đũa moi lên và ăn từng miếng với cơm một cách dè tẻn. Vừa ăn nó vừa ngắm mưa một cách thích thú vô cùng và cũng bình tĩnh vô cùng. Tôi ngắm nhìn nó và theo dõi nó trong từng cử chỉ, từng cái nhìn. Thân hình nó có vẻ trắng chắc mạnh khỏe. Ngắm nó, tôi thấy sự an lạc. Có lẽ cái chữ le bien être của tiếng Pháp theo nghĩa chính xác nhất dùng vào đấy thì rất đúng và rất hay nữa. Tôi thấy tim nó đập điều hòa, phổi nó, dạ dày nó, ruột nó, gan nó, các hạch tiết tuyến của nó làm việc điều hòa. Cái gì cũng thông suốt, cái gì cũng không bị trục trặc. Giả dụ nó bị nhức răng thì cái diện mạo của nó sẽ nhăn nhó, sẽ khó chịu. Nó không thể nào an nhiên hạnh phúc như thế kia được. Tôi ngắm nó như ngắm một sự toàn bích, như ngắm một bông hoa, như ngắm một cảnh bình minh. Và tôi chợt thấy chân như và niết bàn hiển hiện. Tôi bị thâu hút vào hình bóng đó và an nhiên trầm tĩnh ngắm nhìn đứa bé như biểu hiện của pháp thân của niết bàn, của sự an lạc. Tôi đọc thấy sự an lạc ấy nơi mỗi cái nhìn, mỗi cái và cơm, mỗi cái ngước mắt. Tôi biết chắc rằng lúc đó nó không có ý thức phân biệt rằng nó thuộc về giai cấp nào. Nó không thấy cái quần cục đen đúa của nó là xấu xí so với quần áo sang trọng của những đứa trẻ khác, rằng chân nó không có giày đẹp, rằng ghế nó ngồi là một cái đòn khập khểnh nghèo nàn. Nó không phân biệt, nó không tủi thân, nó không ham muốn, mà nó sung sướng hoàn toàn, an lạc hoàn toàn. Chỉ nhìn nó, tôi cũng thấy an lạc tràn ngập cả bản thể. Lúc đó có mấy cái bóng đi qua đường, màu tím màu đỏ. Tôi thấy nó ngước lên nhìn một chút, tôi theo dõi nó rất tỉ mỉ, rồi lại đưa mắt trở về với đám bọt nước trước sân, miệng vẫn nhai và cái đầu gục gặt có vẻ thích chí lắm. Tôi biết nó không mảy may chú ý nào về những người vừa đi qua đường, mà tôi biết chắc là hai người thiếu nữ mang dù.
vì tôi đã thoáng thấy những cái áo màu tím màu đỏ, và chắc chắn cũng vì những cái màu đó, những cái màu chói lọi đó mà nó ngước lên mà thôi. Mặt nó không lộ một tí thay đổi nào khi nhìn lên. Bỗng tôi thấy nó đưa mắt về phía đầu đường và miệng nó nở một nụ cười rạng rỡ. Nó hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng đầu đường, thấy rõ sự sung sướng cực độ biểu lộ trên mặt nó. Tôi cũng nhìn về phía đầu đường, tôi thấy hai đứa trẻ đẩy một chiếc xe máy có bốn bánh gỗ đi lại, trên xe có em bé ngồi, tất cả đều ở trường, và cả ba đều nu nùa thích thú trong mưa. Những chiếc bánh xe gỗ lăn mau, thỉnh thoảng gặp những vũng nước trên đường bắn tung tóe ra hai bên. Tôi nhìn trở lại đứa bé đang ăn cơm, nó ngừng hẳn công việc ăn và theo dõi trò chơi của ba đứa trẻ ngoài đường. Hai mắt sáng như sao, tôi không biết hai mắt tôi lúc đó có phản chiếu đôi mắt nó không. Nhưng có một điều tôi biết rõ là lúc đó tôi cũng sung sướng cực kỳ. Có thể là không sung sướng bằng nó, cũng có thể là tôi sung sướng hơn nó, hơn ở chỗ tôi biết sung sướng. Bỗng tôi nghe nó dạ một tiếng và ôm bát đũa vào nhà. Có lẽ cha mẹ nó gọi nó vào để bảo nó xới thêm một bát cơm nữa. Hồi lâu tôi không thấy nó trở ra. Nó có thể trở vào ngồi ăn chung với bố mẹ nó, cũng có thể nó bị mắng là ăn một chén cơm lâu quá không xong, chỉ lo ngồi chơi ở ngoài ngưỡng cửa. Nhưng mà bị mắng như thế thì tội nghiệp quá. Người ta không biết được rằng nó vừa sống ở thiên đường, ở niết bàn, ở chân như. Người ta không biết được rằng những phân biệt, những mừng tuổi, những toan tính giết chết thiên đường. Xin đừng la mắng ánh sáng, đừng la mắng suối trong, đừng la mắng những con chim mùa xuân bé nhỏ.